Chào các bạn đến với Sửa Loa Thanh Cao. Thì hôm nay mình nâng cấp thêm cái dàn âm thanh cho ông anh nha các bạn. Ông anh đang hiện tại là xài hai loa 40 và hai loa 40. Luôn cho người ta biết Dạ. luôn. Để chút em ra ngoài em nói. Cái lúc trước là ảnh xài cái amply này nha các bạn. Amply này á, thì amply của hàng của Việt Nam, hàng ráp á, thì nó đánh không được hai cặp loa này nha các bạn. Thì nên mình mới tư vấn ảnh gắn cục đẩy, thì gắn cục đẩy vô làm phần công sức, còn phần rê á vẫn giữ nguyên, vẫn giữ nguyên của cái amply nha. Đây mình mở lên nè. Tình đôi ta nơi đàn do cái amply này mình sử dụng lại phần chỉnh bass chép, sử dụng phần rê, còn công sức thì mình xài cục đẩy này, hydro mình vẫn gắn vô amply nha các bạn. Đó, thì cho ra tiếng hay hơn và chắc hơn, âm thanh nó hay hơn nha các bạn. Thì do chủ nhà mình giờ có nhiều chơi nhiều đó, vậy là cũng quá đẹp rồi. Ở đây là ở đâu anh, ấp nào? Ấp Bình Lớn, Cả Bàng. Cả Bàng, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An. Đó, anh chị là những người đam mê âm thanh nhất đó nghe các bạn. Đam mê âm thanh nhất á. Có cái máu mới mua không được cái gì. Có máu, có máu mới mua ha. Cái nhà hàng em mới đem lên gắn bao nhiêu tiền vậy? Rẻ mà. Chia sẻ đây là hôm nay là ông xã coi kênh của em rà là đã đời luôn không? Đã đời xuống nay mới xuống lấy. Dạ. Cô chủ đại kia cái nói thanh cao, chị nằm giọng ở mầm giọng thanh cao hôm nay bán hàng đưa quá thì sao? Cái chị nói với chương trình, người ta lên mạng người ta nói vậy chứ có bán được không, cái ảnh nói trời ơi người ta đã, người ta đi tới chỗ các bà cũng sẽ biết rồi đó. Dạ. Rồi nay đi đêm nay nay gặp được Thanh Cao rồi, chiều nay sẽ lên chương trình tiếp luôn nha các bạn. Ơi, chị ca đâu hay đâu mà kêu chị ca đây. Không sao đâu chị, có nhiều làm nhiều mình nhà nhiều mình. Dạ có nhiều nhà làm nhiều. Đi đám hỏi cháu mới về. Hồi nãy nói bài gì em quên rồi. Chào các bạn, thì cũng như mỗi ngày nha, do tình thương mến thương chứ không phải là mình đi đâu gì, bởi vậy khách cũng thương cũng quý hết nha các bạn. Đi tới đây là gắn cái có cái cục đẩy và cái này không à. Đại ổ luôn nha các bạn, ông uống bàn sớm khen đó. Nay chơi là rượu ông uống bàn sớm khen luôn đó. Đây anh chủ nhà.
sáu văn nghệ đó. À, ráp xong cái loa là miền Tây là làm ra ra vài ly cho nó vui, ấm lòng ấm lòng. Mình nhậu vài ly về bắt đầu nhạc nó mới về, nhạc nó mới về, hát nó mới hay. Các bạn thấy không, anh em miền Tây lúc nào vậy đó, đã đam mê âm nhạc thì phải làm vài ly, vài ly nhậu, vài ly cho nó vui. Dạ 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 dạ. À, đi đâu cũng vậy các bạn, quý khách rất là thiết đãi nồng hậu nha các bạn, do mình sống thiệt tình với bà con nên đi đâu ai cũng quý mến hết các bạn. Làm công ty đặng ăn vô tối bà khen. Dạ. Phải là chủ nhà đang hát nha các bạn. Mạng quay à. Do mình đây dùng sâu dùng xa, wifi nó không tới, xài wifi không dày nữa nó hơi chậm nha các bạn.
Thank you.
rồi. Dạ. Bây giờ đây cũng dư gieo. Cái này là gửi cà phê. Gửi tặng không? Gửi dư gieo. Gửi tặng dư gieo để đăng lên YouTube ha. YouTube cho bà con xem biết vùng sâu vùng xa ở quê hương Thạnh Hóa ra sao ha. Hôm nay ông lên ông gài cho đính tôi thì ngon quá trời rồi. Ngon quá trời. Ngon rồi. Nói chung là mỗi ngày á thì em đi theo lính em nó đi theo chở em đi. Thì cái tiền đó hôm nay em cho lính hết trơn rồi. Còn này nay đi mình coi về tự mình thử mình của mình cũng cảm ơn anh đã tin tưởng vào sản phẩm bên công ty cửa hàng của em. Dù mình ở trong huyện nhưng mà còn anh cũng có theo dõi video của em. Nhưng mà tôi với ông Cao đây là cách nhau có mười mấy cây số à. Mấy cây số rồi. Mấy người kia là tới 600-700 cây số luôn. Dạ có mười mấy cây à, tới rồi. Dạ sát bên luôn. Bạn thấy mình bán có tình thương mến thương hết, chỗ nào đi cũng có tình thương, các cái đều đãi ăn uống đàng hoàng hết các bạn đó, thấy không? Đồ ăn là toàn đồ ăn ngon không à, chỗ nào cũng vậy đó, chỗ nào cũng có đặc sản đó nè. Bà chị bà nấu khoai mà bà đãi khoai luôn đó, đó. Mình sống chủ yếu là tình cảm thôi. Tình cảm tình nghĩa thôi. Quê đồng sau dùng xa có gì dùng đấy, có gì dùng đấy. Dạ có chi dùng đó. Nhưng mà tôi với ông Cao này cũng mấy cây số vậy các bạn ơi. Mấy cây số các bạn. Mấy cây số à. Dạ. Người ta mấy không có 20 cây. Dạ. Không có 20 cây. Mấy cây số nó gần mà. Dạ dạ. Thôi giờ uống bán bà con xa mua láng gì gần. Thôi giờ uống với ông Cao chung đi. Dạ dạ, cảm ơn anh. À, các bạn, nay mình đi là được chủ nhà bồi dưỡng luôn các bạn. Tiền hàng hóa là vợ nhà lấy trước rồi, bữa nay là tiền bồi dưỡng không mà. Đó. cái này là dấu bồ thơ là tiền ít mới giấu đúng rồi ha, cổ ít lòng nhiều tiền quá. Ít tiền nhiều ta không có đưa ngoài, ta đưa ngoài cổ ít lòng nhiều. Như mấy chú kia là nói chung là em bán cũng nhiều người đại gia người ta thích âm thanh đó mà mình đạt yêu cầu người ta cho nhiều. Đúng rồi bữa này là cổ ít lòng nhiều thôi, có lòng lòng có mấy à. Có tôi không, có chồng hơn ở giá. Có chồng còn hơn ở giá. Nói chung là cái tiền này đối với em là nó nhỏ nhưng mà cái tình cảm với anh là đối với em là rất là lớn. Đúng rồi. Dạ dạ. Cái này là khích lệ tinh thần nè. Nay mai vậy á, ta có cái chuyện gì á là bảo hành trục chặt á, mày phải chạy lên liền. Đó, cái đó là chuyện nhỏ. Dạ, trục chặt chạy phải chạy lên liền, cho lính chạy lên liền chứ. Không, cái đó là chuyện nhỏ chứ không lớn. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Vô. Vô 1 2 3 vô. Rồi bên kia màu chứ. Bên kia chấm nổi. Oh,
Thank you.
Tối